các bạn muốn mua robot ư ừ, hãy đến với bán robot vn nơi bán robot an toàn chất lượng uy tín. hai tất cả anh em nha chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của tựa game anime Defense thì admin uh, á anh em đã âm thầm úp một cái nho nhỏ gì đó mà đâu có thông báo đâu anh em à hoặc là có thông báo mà do những cái bài viết fit bung rồi fit này kia của admin nó bị trôi nhanh quá thì không để ý thì giày cấp đét lớn thì nó sắp đến rồi bốn đây và 4 giờ nữa là sẽ cập nhật update lớn. Nhưng mà có cái để anh em làm đây. Đầu tiên là về cái phần mà những cái bassy si đó anh em. Ở cái phần mà anh em Ron nè thì có một cái bassy si đã được admin up lên nha anh em. Đó chính là Reweum. Thì lúc trước ở đây là 20% dam. Thì bây giờ admin búp thêm cho 15% nữa nha anh em. Và cái thời gian cooldown á Lúc trước chỉ có 10% thôi Và admin đã up lên thêm 5% nữa Tiếp đến là về tầm Thì anh em thấy là hơn cả Umay Thi luôn nha anh em Umay Thi là chỉ có 10% thôi Mà tầm của cái reway ùm này lên đến là 20% Và hơn Umay Thi 10% nha anh em Thì cái reway ùm này á Admin chỉ búp như thế thôi nhưng mà cũng đã làm dậy sống cũng như là trao đảo cộng đồng anime defense chuỗi cái rì quay ầm này là dành cho những cái nhân vật mà hỗ trợ đó anh em như anh em mà leo top đó thì có thể là cho vào juno nè tại juno đặt được 5 con thì mới phát huy được cái hiệu quả của cái rì quay ầm này rồi kế đến là về cái vấn đề cấp độ thì cấp độ hiện tại bây giờ admin up lên cho anh em cài thêm 10 cấp nữa nha anh em là tổng cộng là level 80 thì mình đã cài lên nè anh em Bún mắm mà còn lên được level 80 mà Thì với cái level này á Thì lượng đam của những cái con quái vật Đã được tăng lên rồi Và trong lúc mà anh em cài level Cho cái đội hình của anh em á Thì anh em sẽ thấy một cái con số như thế này hiện lên Là 80 trên 90 Hoặc là 70 trên 90 Thì những anh em sẽ lầm tưởng rằng á là đây là sẽ là cái cấp độ tối đa Nhưng mà không phải nha anh em anh em chỉ cài đúng 80 thôi là full rồi Còn 90 này á Rất có thể là cái lỗi Ghi sai số của admin Và cái đội ngũ builder Hoặc là cái 10 cấp này á Admin đã để sẵn ở đây rồi Và chờ cho cướp update lớn xuất hiện Thì 10 cấp này anh em mới cài lên được Là từ 80 anh em mới cài lên được 90 nha Chứ không phải anh em nhìn vào cái con số đó Là anh em nghĩ là cấp độ đã được mở khóa lên 90 Không nha anh em 80 là full thì mình sẽ cho anh em một cái ví dụ thực tế luôn. Thì mình có một uh, ít thức ăn ở cái map Ritual này anh em. Thì mình sẽ cho một cái con unit của mình level 80 nè, đây. Thì bình thường anh em cho ăn thì mình sẽ bỏ vô ha. Như thế này là lên được 85 rồi anh em. Rồi, cho ăn nè. Thì anh em thấy không? Unit đã đạt được level max nên là các bạn sẽ không cho ăn được đâu nha. Nên là cái con số đó một là để uh, cái update sau. 4 ngày, 4 tiếng nữa mở khóa ra thì anh em mới cài lên được 90. Còn anh em cài full chỉ là 80 thôi nha anh em. Và bây giờ á thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách cài. Thì không biết là có giúp ích gì cho nhiều anh em hay không. Thì mình cài á thì mình thường thường mình sử dụng cái cách này. Thì cách đầu tiên á là anh em sẽ cài thức ăn đúng không? Anh em đi vào một cái tori để anh em cài có thức ăn. Thì thức ăn hiện tại cái map Little á là nó cộng 700 kinh nghiệm kìa anh em. Đó nó sẽ cao cấp hơn những cái thức ăn của cái map khác Cộng 700 kinh nghiệm Thì mình cài lên được 276 nè anh em Thì anh em có thể cài cho nó dư ra nữa và anh em cho 4 năm ạt vào để anh em cài Mà như một turi là mình đi được 4 ạt mà Thì cho 4 ạt vào để để các anh em cài nha Cài rồi các anh em lấy những cái con unit Mà nó có khả năng trai qua được những cái ạt khác đó Thì anh em sẽ đúc đúc cho cái con nó ăn Với điều kiện là cái con unit đó sẽ không có cái spirit dưới nha anh em, thì anh em mới trai được nha. Đây, chẳng hạn mình lấy ví dụ như là cái con đồ game của mình nè. Đó con The game của mình thì mình không có quay spirit của Sunny nè anh em. Đó. Thì anh em sẽ trai qua. Rồi để cho những cái khác cho ăn, cho ăn đến nó phun cấp thì thôi. Và cách thứ hai là anh em sẽ treo macro của nguyên cái đội hình này luôn nha. Thì như anh em muốn cài unit spirit nào mà anh em thấy cần thiết để anh em leo top hay là anh em uh, chơi trải nghiệm gì đó thì anh em cứ lấy đầu nó ra đây ví dụ mình lấy cái con này đi đó anh em sẽ bỏ những cái con khác ra đó bung a chứ không thèm luôn cài thì anh em cần gì bung a đó anh em sẽ đi nguyên một cái đội hình như thế này luôn những cái con shit mà cần thiết để anh em cài rồi sau đó là anh em chuẩn bị cho mình một cái phần mềm có tên là tinny cái tên như thế này nè anh em anh em chỉ cần lên google anh em gõ là được nha ra thì anh em sẽ tải về nha thì anh em sẽ set up như thế này cho mình Đầu tiên là về cái phần á Lặp lại Thì anh em sẽ bấm là 999 Hay sáu 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 Vậy không biết đó Anh em bấm một hàng như thế này cho mình Rồi anh em ok nha Rồi ở cái phần này nè Anh em Chọn vào continue layback cho mình Bấm vô Để cho nó tích lên như thế này nha anh em Rồi về cái phần recording hotkey nè Thì anh em chỉnh Về F8 cho mình nha đây ví dụ có những cái uh, trường hợp nó như thế này nè anh em Đây anh em bấm vào cái recording hết phải không? Anh em bấm F8 thì nó hiện lên như thế này Thì nó thông báo là cây uh, key bị trùng lập Thì trùng lập Thì nó chỉ nằm Nằm trên một cái recording hay là cái uh, layback thôi anh em Thì anh em chỉnh lại nè Đó như dưới trùng lập đúng không? Anh em chỉnh lên nè Ctrl Shift H cộng B gì nè Đó mình chỉnh đại đi Rồi ngay chỗ recording mình chỉnh số F8 Vậy là ok mình đã set up xong rồi nha anh em F8 để mình khử chạy đó anh em Đó anh em bấm F8 nè Đó thì cái này nó sẽ quay lại cái hành động của anh em Trước đó Nó là như vậy Rồi sau khi mà mình set up xong rồi anh em Thì anh em sẽ vào cái phần enter to lay nè Anh em chọn cái map cao cấp nhất nha Những cái up sau này cũng vậy Có những cái map khác thì anh em cứ chọn cái map cao cấp nhất Chọn vào chapter 6 nè Rồi anh em chọn vào cái phần mà hết hey, Khó nhất nha anh em để anh em đi. Đây, anh em vừa có được uh, nguyên liệu thức ăn mà anh em vừa luyện cấp được cho cái đội hình unit của anh em nữa. Rồi, anh em còn confirm nha. Và khi mà anh em đã vào được cái map rồi đó. Thì anh em sẽ chọn một cái vị trí địa lý tốt nhất để anh em đặt unit ra để anh em đép đúng không? Đó, đặt unit ra để mình đép. Và bây giờ mình sẽ chọn cái vị trí đứng cho mình nè. Mình chọn cái vị trí đứng để một lát mình uh, phù hợp nhất để chạy tini đi tách để cho cái con nhân vật của mình nó đứng cố định ở chỗ đó luôn nha anh em đó anh em chọn góc cao cũng được nè mình thấp thấp xuống như thế này cũng được nè chung là tùy anh em thôi rồi dôm xa xa là cũng được tùy tùy anh em đó mình thấy cái góc này là ok nè mình có thể quan sát phía bên đây nè tại vì khi mà anh em khởi chạy cái tini tách thì có những lúc mà cái pin mạng nó lên nó xuống á thì nó sẽ bị lỗi rồi sau đó là anh em sẽ bị hụt cái tini tách cũng như là nó lặp lại cái hành động nó bị sai thì đầu tiên là bây giờ á là anh em chọn vị trí xong rồi thì anh em cứ đép xong hết 15 cái quay này cho mình đi. Rồi đến cái lần tiếp theo thì mình sẽ chỉ anh em ha, mình cứ đép hết 15 quay đầu đến mà nó hoàn thành nó cộng kinh nghiệm trước cái đã. Sau khi mà anh em đã hoàn thành bất kỳ một cái map nào đó thì sẽ có cái phần tổng kết cái phần thưởng như thế này nè. Phần thưởng anh em nhận được và cái số kinh nghiệm của cái con unit ở trong cái đội hình của anh em đã setup nhận được là 4020. Đây là cái số kinh nghiệm mà nhận được vào cái con unit Juno và con rồng của mình nha. Thì anh em không cần quan tâm đâu. Anh em chỉ quan tâm là cái con chuột nè. Anh em kéo thẳng lên trên. Lên trên nha, sát góc luôn nha anh em. Nghe, ngay góc này nè, anh em kéo thẳng lên trên đó, cho nó đụng luôn. Đến lúc mà anh em kéo không được nữa. Rồi anh em biết cái tini tách lúc nãy mà đã set up không? Anh em bấm F8 một cái nè. Rồi anh em sẽ kéo chuột xuống cái phần à, lay lại nè đó cái vị trí thì anh em đã chọn rồi đó anh em thấy nó mờ màn hình không chỗ này nó đang mờ màn hình nè thì anh em cứ chờ từ từ đi tại vì lâu lâu á pin mạng nó lên á nó sẽ bị mờ màn hình thì anh em để cho quái nó đi ra một tí đi mình set up và mình thử rất là nhiều lần rồi lúc đầu á lúc đầu á thì mình sẽ đặt cái con juno ở đây nè để mình đép nhưng mà có những cái lúc nó mờ màn hình đó nó qua đến quay 5, quay 6, thậm chí quay 7 nó mới cho mình đặt nên là mình kêu anh em kiếm cái góc nào để anh em nhìn thấy được phía dưới á. Và anh em để cho nó qua quay một tí nữa đi. Cái vụ này nó dễ mờ màn hình lắm anh em à. Mờ màn hình nó không cho mình đặt. Tại nó lắc đó anh em. Nên là đây là cái cách fit của mình. Đó đến nè, đến cái quay thứ sáu nè. Rồi anh em bắt đầu anh em kê đặt nè, đó. Đó đặt Juno xuống. Ok. Anh em thấy không chắc ăn anh em đặt thêm Rồi bắt đầu đẩy Đẩy lên trên đây Thì anh em sẽ đặt những cái con unit mạnh của mình Để mình đép ở phía trên đó anh em Những cái con nào mà anh em farm cấp Thì anh em đặt ra hết nha Nhớ là đặt có mặt ra nha anh em Có mặt thì mới có cấp Không có mặt thì cấp không có đâu nha anh em Đó như anh em muốn farm đủ tổng cộng là 6 con Thì bắt buộc 6 con đó Nó phải có mặt Có mặt là được rồi anh em à Không cần chiến đấu đâu đó Cứ đặt đủ ra rồng nè đờ game nè rồi bây giờ còn thiếu con này nữa đặt ra luôn bây giờ còn có con luna đúng không anh em đó nhớ là đặt đầy đủ 6 con có mặt cho mình không cần biết là con đó đặt được bao nhiêu con anh em chỉ cần đặt nó có mặt là được rồi nha anh em bây giờ là mình chờ cái con luna nữa mình đặt ra cái này xong thôi đơn giản mà anh em không có gì khó và trong lúc á anh em đang bật F8 để anh em quay. Thì đừng có xây chuột tứ lụng lụng tung nha anh em. Đó, như anh em xây như thế này thì được. Nhưng mà có những anh em á, họ xây vòng quanh, họ xem xét luôn. Phải để con nhân vật đứng yên cố định như thế này nha anh em. Không có xây chuột vòng vòng nha, xây chuột, chuột vòng vòng. Anh em mà xây chuột vòng vòng á, thì một lát macro của anh em sẽ bị lỗi. Đó, như thế này á, thì đép khỏe rồi anh em không cần nâng cấp còn anh em mà muốn nâng cấp á hả thì anh em chỉ vào một cái con unit mà anh em cần nâng cấp nè nè lấy ví dụ như con rồng này đó đó anh em chỉ cho anh em nâng cấp thôi con nào mà anh em muốn nâng cấp đó thì anh em chỉ vào thì một lát anh em sẽ xem nè cái hành động sẽ được lặp lại y chang như vậy luôn còn bây giờ thì mình chờ đến cái quay 15 kết thúc quay 15 nha anh em như vậy là ổn rồi không cần phải nâng cấp gì nữa đâu đây hoàn thành quay nè anh em chuẩn bị rồi Ok 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 hoàn thành rồi nha Chưa tắt dội đâu nha anh em Đây là những cái con unit mà anh em đặt ra ha Thì nó sẽ được cộng kinh nghiệm Rồi sau khi mà hoàn thành á Thì anh em sẽ kéo chuột về cái vị trí Mà lúc đầu mà anh em khởi quay á Mình đẩy lên cái góc này nè anh em Đó đẩy lên Rồi mình bấm F8 một cái là mình tắt đi Rồi bây giờ anh em sẽ mở lại cái tiny tắt và anh em sẽ chỉnh cái recording này thành control shift cộng alt cộng r nè. Rồi cái phần playback phía dưới anh em sẽ chỉnh về F8 cho mình. Rồi anh em sẽ kéo lại cái con chuột. Lên trên đây nha anh em. Nhớ là anh em phải bấm một cái cho nó tắt cái tini tắt xuống nha. Đó như thế này là đúng. Chứ mà anh em bấm F8 để cho nó khửa chạy á. Thì nó sẽ bị lỗi. Tại vì anh em chưa bấm vào cái màn hình. Để nó bấm vào cái nút playback này nè. Thì tại vì anh em cho nó lít một lần mà Thì sẽ dễ bị lỗi Rồi anh em cứ kéo chuột về vị trí cũ nha Rồi bây giờ mình bấm F8 lại một lần nè Và anh em sẽ thấy một điều bất ngờ xảy ra Mà ai cũng biết Đó nó Tự động hết vậy đó anh em à Mình cứ vô tư thôi Đó lúc nãy mình xây chuột Thì bây giờ nó cũng bắt trước nó xây chuột y chang vậy Thì với cái cách này á Thì uh, pin á của anh em dao động tầm ba bốn trăm bốn năm trăm thì vẫn xài được tốt chán nha còn ngàn hai ngàn thư căng à đó lúc nãy mình xây con juno vậy đó anh em mình kêu anh em đặt ngay cái vị trí đó đó là không phải mà anh em phải kéo xuống cái vị trí ở phía dưới á đó. đó. nó mình làm sao bây giờ nó làm y chang vậy thì mình nói là anh em phải đến cái quay thứ sáu rồi anh em mới đặt ra đúng không thứ sáu hoặc là thứ bảy thứ sáu đi tại vì trước đó là nó đã đi tới cái cầu rồi còn mà anh em muốn chắc cứu một tí nữa thì anh em lấy cái góc qua cái cầu luôn Cho nó qua quay 7 anh em đặt xuống Nè anh em sẽ coi là nó đặt cái vị trí ba con Juno xuống nè Đó Đấy đó khỏe luôn không anh em Quá khỏe Và nhớ là đép cái khúc đó anh em đặt cái con nào đánh được quay bay nha Chứ đặt đời game xuống là không ổn đâu Tại vì đánh đâu được quay bay đâu Đời game là phải có những cái con Cái con mà lính nó triệu hồi á Thì nó mới đánh được quay bay thôi Còn đời game thì nó không đánh được quay bay mình quên nói điều đó nữa đó Thì bây giờ anh em thấy là Cái quá trình lặp lại của mình Thì nó sẽ lặp lại liên tục liên tục liên tục liên tục như thế này Thì anh em sẽ có đầu tiên là mình sẽ đạt được Cái kinh nghiệm khi mà mình hoàn thành Được 15 quay Và cái thứ hai là mình đạt được Cái thức ăn Thì anh em cài một con thì dễ Thì cài nhiều con thì chỉ có cách này anh em à Cài nó mới lẹ thôi Như những con mà nó không trai được á anh em thì chắc chắn anh em phải sử dụng cái cách này rồi Để anh em cài Còn mấy em nội hách thì thôi đi Dẹp dẹp mấy em nội nó qua bên đi Mấy em nội thần thánh rồi Chỉ dụng cái máy đó mở mềm hách lên chạy hiện khỏe quá rồi Đâu cần phải set up cầu kỳ rời rà như mình đâu anh em Đó là cái cách mà mình à, cài Nguyên một cái đội hình của mình lên 80 như thế này Mình cũng đã chỉ anh em Tắt tầng tật hết rồi Và bây giờ mọi thứ còn lại là do anh em thôi mà nhớ là cái trong lúc mà nó đang khởi chạy như thế này anh em đừng chỉ chuột điên khùng nha chỉ chuột điên khùng là nó sẽ bị lỗi ngay tại vì này là anh, anh em chơi theo cái kiểu mà lười mà đó bây giờ anh em có thể móc cái điện thoại ra là mình lướt tiktok mình xem phim gì đó tha hồ thoải mái ở đây nó sẽ tự động làm hết tất cả Vậy là clip hướng dẫn của mình đến đây Thì mình xin tạm dừng nha anh em thì cảm ơn anh em đã theo dõi video. Ở clip sau thì mình sẽ làm một cái clip. Giả làm một cái người đi. Mua ron hay là mua một cái gì đó. Và mình kiếm một cái nhân vật cam. Và xem họ cam như thế nào. Và mình sẽ làm tất tần tật cho anh em xem luôn. Thì đó sẽ là cái clip sau nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và hẹn gặp anh em trong những video lần sau và tiếp theo nha. Bye bye anh em.